Chúng ta vừa xem xong bộ phim Synthetic Plastic và bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm ra những âm thanh vui tai. Bạn cần 3 cái nút nhựa, 1 hòn bi, 2 quả bóng bay, 1 quả màu da cam và 1 quả màu xanh da trời. Đầu tiên, chúng ta lấy quả bóng bay màu xanh và nhét hòn bi vào bên trong như thế này. Tiếp theo, chúng ta lấy 3 cái nút nhựa và nhét chúng vào quả bóng màu da cam. Bây giờ chúng ta đã có 3 cái nút nhựa ở trong quả bóng màu cam và 1 hòn bi ở trong quả bóng màu xanh. Việc tôi làm bây giờ là thổi chúng lên và chúng sẽ tạo ra những âm thanh khác nhau. Chúng ta hãy xem nó có tiếng động như thế nào nhé. Hay đấy. Nó có tiếng như một chiếc xe ô tô. Hãy đợi một phút, chúng ta sẽ xem quả bóng còn lại kêu như thế nào. Như các bạn có thể nghe thấy, có một sự khác biệt lớn giữa hai quả bóng bay này. Chính là thứ mà bạn cho vào bên trong. Tôi hy vọng các bạn thích hoạt động này.